Gì cơ? Hôm nay chúng tôi quyết định mở hộp chiếc âm ly đỉnh cao của Okofay là E650. Đây là một âm ly Club A rất nổi tiếng trên thị trường và thương hiệu Okofay thì hoàn toàn là không xa lạ gì đối với các audiophile Việt Nam. Nó được các audiophile Việt Nam yêu mến và sử dụng trong suốt nhiều năm liền. Bởi vì cái chất lượng đỉnh cao của nó từ hình thức, các cấu kiện về linh kiện và ngoài ra về cái âm thanh của nó thì nó có một cái chất âm ngọt ngào đặc trưng, rất là mềm mại, cảm tưởng như chúng ta đang được trải nghiệm một chiếc âm ly đèn trong hình dáng của một chiếc âm ly bán dẫn vô cùng là khỏe khoắn. Và đây là sản phẩm mới 100% nguyên hộp tại Thiên Hà Audio và đang được các kỹ thuật viên của chúng ta mở hộp. E650 là âm ly tích hợp đầu bảng của Okofay. Nó chạy mạch Club A có công suất là 30W mỗi vế cho trở kháng 8 ohm. Và đối với mức công suất 30W cho trở kháng 8 ohm chạy mạch Club A thì có nghĩa đây là một cái mức công suất cực kỳ lớn. Và nó có thể đánh được rất là nhiều đôi loa khó và kể cả những đôi loa vô cùng đồ sộ, nó cũng có thể đánh một cách khá dễ dàng. Và đây là sản phẩm chính hãng, được bảo hành hoàn toàn theo tiêu chuẩn của nhà phân phối. Ngoài ra đây là đôi loa mà hôm nay chúng ta sẽ có trải nghiệm nghe. Đây là một đôi loa kiểm âm rất là đặc sắc của Focal, có tên mã là SM9. Và ở đằng sau đây là rất là nhiều các cái nút vặn để chúng ta có thể chỉnh được giải tần. Ở đây là một số các cái ví dụ như ở đây chúng ta có thể chỉnh được cái giải tần cắt bass. Chúng ta có thể để full range để cho chính cái chiếc loa này đẩy ra tiếng trầm, hoặc chúng ta có thể cắt ở mức 45 hoặc là 60Hz khi chúng ta sử dụng cục subwoofer ở bên ngoài. Và ở đây hãng đã có những cái hình vẽ chú thích để cho chúng ta dễ hiểu về cái việc mà cái loa này sẽ cắt tần. Ngoài ra chúng ta có thể điều chỉnh được rất nhiều các tần số. Ở đây chúng ta có một hệ thống equalizer gồm 5 cái nút vặn. Chúng ta có thể chỉnh được những cái quãng giải tần khác nhau như là 250Hz này, 50Hz này, 160Hz và 1kHz và 4,5kHz. Chúng ta hoàn toàn có thể tùy biến âm thanh lại theo cái nhu cầu nghe của mình. Cái này là điều rất là hay. Và ngoài ra ở đây còn có một cái nút nữa là để cho chúng ta chỉnh được độ nhạy của cái tín hiệu đầu vào, có thể là nhỏ đi hoặc là lớn hơn tùy theo cái đầu vào của chúng ta, tín hiệu mạnh hay là yếu. Đó, và chiếc loa này thì đã có sẵn âm ly tích hợp ở bên trong. Đây là loa active. Chúng ta chỉ việc cắm dây nguồn vào là đã có thể sử dụng được ngay, rất là tiện. Như vậy là sẽ không cần phải băn khoăn về phối ghép. Và chúng ta sẽ sử dụng cái đầu jack ba lăng để input vào. Đây là xong. Như vậy là mỗi loa sẽ cần một cái đầu jack như thế này. Đây, một chiếc loa nữa thì chúng tôi đang để bên này. Đây là loa thùng kín, 3 đường tiếng, gồm có một bass, một mix, một treble và một cái loa bass ở phía trên. Và ngoài ra phải nói đến là cái trọng lượng của đôi loa này cực kỳ nặng. Tức là mỗi một cái chiếc loa này nó nặng như là một cái cục sắt vậy. Khi mà lần đầu hai người nhấc lên thì sẽ có cảm giác rất ngỡ ngàng với trọng lượng của nó. Điều đó cũng nói lên được rằng cái cách mà nhà sản xuất trang bị những củ loa chất lượng cao, sử dụng những cái linh kiện tốt và cái thùng loa được gia cố vô cùng là chắc chắn thì sẽ chịu được cái sự hoạt động ở mức công suất lớn trong thời gian dài. Và như vậy khi mà nhấc lên là tôi đã cảm nhận được đây là một đôi loa thực sự chất lượng của Pháp. Âm ly Okofay E650 thì tôi đã giới thiệu ở trên YouTube của Thiên Hà Audio. Quý vị các bạn, chúng ta có thể lên kênh YouTube của Thiên Hà Audio để tìm hiểu thêm về chiếc âm ly này. Và đây là phía mặt sau, rất nhiều các đường vào. Ở đây chúng ta có đầy đủ các đường vào cơ bản như là sử dụng jack RCA này, jack ba lăng này cho đường input và output, thì chúng ta cũng có được cả jack ba lăng luôn. Đó, và chúng ta có thể đánh được cùng lúc là hai đôi loa. Đây là mặt sau của chiếc âm ly này.
Sản phẩm này đương nhiên được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản, đúng theo truyền thống của Acouphay. Còn đây sẽ là anh khách hàng chủ nhân của chiếc âm ly này. Xin cảm ơn anh rất nhiều.